Hello và xin chào tất cả các bạn. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của mình và lại là mình đây. Video này ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để các bạn có thể lấy được một chiếc dù ở phía sau, một trang bị phụ kiện được từ phía sau như các bạn. Đây, các bạn thấy không? Đây là một chiếc dù ở phía sau. Đó, và không chần chừ nữa, bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách thì các bạn lấy một chiếc ô này ha. Thì cái ô này đánh cạo cũng khá là đơn giản nha mọi người. Thì các bạn sẽ đầu tiên là các bạn cần vào cái map này cho mình. Đó, khi mà các bạn vô cái map này thì các bạn sẽ chờ một chút để cho nó hiện lên, rồi sau đó là chúng ta sẽ bấm vào chơi ha. Khi vào map thì các bạn sẽ chờ một chút như thế này. Đó, để cho nó tải tài sản xong rồi sau đó là mọi người sẽ bấm vô nút chơi giúp mình ha. Ok, và bây giờ các bạn sẽ bấm vô nút chơi giúp mình. Nó sẽ dịch chuyển cho các bạn đến một cái sảnh trung tâm như thế này. Sau khi mà các bạn đến một cái sảnh trung tâm như thế này thì các bạn sẽ đi thẳng tới đây. Đấy, các bạn thấy không? Ở đây sẽ là cái chiếc dù này, chiếc ô ở đấy này. Các bạn sẽ bấm vào nút E thì các bạn có thể lấy được. Nhưng mà trước khi mà các bạn muốn lấy được chiếc ô này thì các bạn cần phải chơi một cái trò chơi mini game của nó. Đấy, nó sẽ yêu cầu các bạn chơi một trò chơi mini game của nó và yêu cầu các bạn sẽ phải chơi trong này hình như đâu đó là khoảng tầm 20 phút hoặc cũng có thể là nhanh hơn đấy. Đó, sau khi mà các bạn đọc hướng dẫn xong thì các bạn sẽ đi thẳng vô trong đây. Đó, các bạn đi thẳng vô đằng sau tướng ha. Các bạn chờ một tí, nó sẽ dịch chuyển các bạn vào trong sảnh trung tâm bên trong ha. Rồi, sau khi mà nó dịch chuyển cho các bạn vào sảnh trung tâm bên trong như thế này thì đây, các bạn sẽ ngay ở sảnh trung tâm này, các bạn sẽ nhìn thấy có cái chiếc ô, có một cái cổng màu tím này thì các bạn sẽ đi thẳng vào cái cổng màu tím này ha. Ở đây nó sẽ cho các bạn chọn, nó chọn map này, các bạn sẽ chọn map cũ hoặc là map mới. Thì ở đây mình sẽ chọn map mới ha. Đó, mình sẽ chơi map mới ở đây. Nhưng mà hình như hiện tại là đang có người chơi ở bên trong đấy nhưng mà nó vẫn chưa load được ấy. Đó, các bạn sẽ chờ một chút ha. Sau khi mà chờ mấy bạn ở bên trong kia chơi xong ấy thì chúng ta sẽ được vô chơi, hình như nó là như thế sao ấy. Mình thấy ở đây nó hiện chữ đang có trận đấu diễn ra ấy. Mình sẽ chờ thêm một tí nữa để xem, để mấy người kia chơi xong rồi mình sẽ đi vô thử lại ha. Đâu thế là đây, cái ô này các bạn đó thấy không, nó ngay ở ngoài cổng nữa nhá. Đây, được rồi này. Bây giờ các bạn đi vô này. Các bạn đi vô lại này. Đó, đó, đó. Đây, nó sẽ hiện lên số người chơi như thế này thì các bạn đi vô ha. Sau khi mà các bạn chọn bản đồ xong thì nó sẽ dịch chuyển cho các bạn vào bên trong game ha. Các bạn chờ một chút để xem còn ai vô không thì nó sẽ tính thời gian. Cái đấy số đếm ngược ở đầu ấy, nó sẽ đếm ngược rồi sau đó các bạn sẽ vô game. Đó. Khi mà các bạn vô trong game này ha thì việc đầu tiên của các bạn đó chính là sống sót ở lại cuối cùng sau cái những cái tổ ong này. Tức nghĩa là các bạn sẽ di chuyển làm sao để các bạn đứng ở trên này càng lâu thì càng tốt. Thì các bạn sẽ đứng ở trong game này càng lâu càng tốt cũng được, mà không thì các bạn muốn chơi nhanh ấy. Không thì các bạn có thể gọi như là nếu mà các bạn đứng càng lâu trên này thì các bạn sẽ được top 1, các bạn sẽ win. Còn nếu không thì các bạn có thể nhảy một phát thẳng xuống luôn cũng được, không sao cả. Nhưng mà dù gì nếu như mà chúng mình chơi xuống luôn thì mình cũng phải đứng ở ngoài chờ mà, đúng không? Thì mình đứng ở trong này mình chơi game một chút cũng được, chả sao cả. Các bạn sẽ chơi này, chơi xong cái mini game này, sau đó các bạn sẽ đứng ở ngoài. Các bạn chờ hết cái thời gian của nó đếm ở chỗ cái con tượng ấy thì là các bạn sẽ có thể nhận được chiếc ô này ha. Ngoài ra cái này số lượng lấy của nó sẽ là 10.000 chiếc nha các bạn, 10.000 chiếc ô ha. Thì các bạn có thể nhanh tay lấy nó ha. Đấy. Đó, sau các bạn sẽ cái này là mình đang mân mê, mình đang lấy top 1, mình đang tranh đua top 1 với bạn kia nên là mình hơi lâu. Còn nếu mà các bạn muốn nhanh thì các bạn có thể nhảy thẳng xuống luôn ha. Đó, các bạn nhảy thẳng xuống mấy cái nỗ luôn thì các bạn sẽ win. Đó, mình lấy top 1 rồi này. Và mình sẽ bấm tiếp tục, nó sẽ dịch chuyển cho các bạn ra ngoài. Đó, các bạn bấm thoát. Sau khi nó dịch chuyển cho các bạn ra ngoài thì các bạn sẽ đứng ở ngoài đây, các bạn thấy này. Đó, các bạn đứng ở ngoài đây nha. Thì nó sẽ hiện lên một cái số, nó sẽ hiện một cái số thời gian ở dưới cái nút E ấy. Thì các bạn sẽ chờ hết cái số đấy các bạn sẽ lấy được ha. Còn cái này mình lấy rồi nên là nó sẽ không hiện nữa. Và video của mình hướng dẫn đến đây thì cũng đã hết rồi. Cảm ơn mọi người, cảm ơn tất cả các bạn đã coi hết video này của mình. Thì chúc các bạn có thể nhanh tay lấy được ha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Bye.